Nha đam có tác dụng gì với da mặt? Nha đam là một trong những nguyên liệu làm đẹp quen thuộc, mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho làn da. Để chăm sóc da với nha đam, bạn có thể tự làm mặt nạ dưỡng da tại nhà theo các công thức được gợi ý dưới đây. 1. Những lợi ích nha đam có thể đem lại cho làn da. Nha đam được sử dụng khá phổ biến trong chăm sóc da. Sở dĩ điều này là do nha đam có chứa nhiều thành phần như vitamin, chất chống oxy hóa, magie, kẽm, axit folic, tốt cho làn da. Theo đó, chăm sóc da đúng cách với nha đam có thể mang lại những ích lợi như làm dịu tình trạng kích ứng da khi đắp nha đam lên da, với tính chất làm mát và khả năng cấp ẩm nhanh chóng, nó giúp da mềm mịn hơn. Chính bởi vậy, bạn có thể sử dụng nha đam để làm dịu da cháy nắng hoặc kích ứng nhẹ. Chữa lành vết thương, nha đam có khả năng chữa lành vết thương, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da mới, hạn chế tình trạng sẹo, thâm mụn. Chống lão hóa, với hàm lượng vitamin E và C phong phú, nha đam có khả năng giảm nếp nhăn trên da, làm chậm quá trình xuất hiện dấu hiệu lão hóa da, hạn chế tàn nhang và nám, giúp da trở nên căng mịn và tươi trẻ hơn. Dưỡng ẩm da, nha đam cũng có thể sử dụng để cấp ẩm cho da. Bạn có thể sử dụng ngay sau khi tắm để có làn da mịn màng và ẩm mượt. 2. Gợi ý công thức mặt nạ dưỡng da với nha đam. Mặc dù nha đam rất lành tính và mang lại nhiều lợi ích cho làn da, nhưng không nên lạm dụng sử dụng quá thường xuyên. Bạn nên đắp khoảng 2 đến 3 lần mỗi tuần để giúp làn da đẹp và mịn màng hơn. Việc sử dụng nha đam quá thường xuyên sẽ khiến da yếu, mỏng đi và thậm chí dễ bị dị ứng hơn. Ngoài ra, cần lưu ý, sau khi dùng nha đam chăm sóc da, da có xu hướng dễ bắt nắng và đen sạm. Vì vậy, nên bảo vệ và che chắn làn da cẩn thận trước khi ra ngoài. Bên cạnh đó, nhiều người bị ngứa sau khi bôi, đắp nha đam lên da mặt. Nguyên nhân có thể do không làm sạch nhựa nha đam, dẫn đến mẩn đỏ, ngứa. Để tránh tình trạng này, bạn nên sơ chế nha đam bằng cách gọt sạch vỏ và ngâm qua trong nước muối để loại bỏ lớp nhựa. 2.1. Mặt nạ dưa chuột và nha đam. Dưa chuột và nha đam đều là những nguyên liệu lành tính, tốt cho làn da. Công thức mặt nạ dưa chuột và nha đam phù hợp với mọi loại da, từ da thường, da khô đến da dầu, da nhạy cảm. Bạn có thể đắp mặt nạ sau khi rửa mặt để làm dịu da, đồng thời cấp ẩm cho da nhanh chóng. Chuẩn bị quả dưa chuột xay nhuyễn và một muỗng gel nha đam. Trộn đều các nguyên liệu rồi thoa lên da mặt. Giữ nguyên trong khoảng 15 phút, sau đó rửa mặt lại với nước. Không nên rửa mặt bằng nước nóng bởi việc này có thể gây khô da. 2.2. Mặt nạ nha đam và lòng trắng trứng. Lòng trắng trứng và nha đam có thể giúp làm sạch da, loại bỏ dầu nhờn mà không gây khô da. Nhờ vậy mà công thức mặt nạ này đặc biệt hữu ích với làn da dầu, hạn chế tình trạng bít tắc lỗ chân lông dễ dẫn đến viêm, nổi mụn. Ngoài ra, bạn cũng có thể áp dụng công thức mặt nạ nha đam và lòng trắng trứng để làm dịu da trong các trường hợp da cháy nắng, mẩn đỏ, kích ứng nhẹ. Chuẩn bị một lòng trắng trứng và một thìa gel nha đam tươi. Trộn đều hai nguyên liệu trên thành hỗn hợp sệt và dùng cọ thoa hỗn hợp lên mặt. Để mặt nạ khô lại tự nhiên trên da trong khoảng 10 đến 15 phút. Cuối cùng, rửa mặt sạch với nước và tiếp tục thoa kem dưỡng ẩm. 2.3. Mặt nạ nha đam và sữa chua. Sự kết hợp giữa nha đam và sữa chua nguyên chất sẽ vừa lấy đi lớp tế bào chết trên da vừa cung cấp độ ẩm giúp da mềm mịn hơn. Với đặc tính dịu nhẹ, cách làm nha đam đắp mặt với sữa chua có thể phù hợp với mọi loại da. Chuẩn bị 2 thìa gel nha đam và 1 thìa sữa chua nguyên chất, trộn đều 2 nguyên liệu. Đối với da thường và da khô, có thể kết hợp với 1 thìa mật ong. Đối với da dầu, bạn có thể thêm nước cốt chanh nếu muốn. Sau khi rửa mặt, thoa hỗn hợp lên da và giữ trong 10 đến 15 phút. Rửa mặt sạch với nước mát và thoa kem dưỡng da. 2.4. Mặt nạ nha đam và đường nâu. Đường nâu có tác dụng tẩy tế bào chết tự nhiên, giúp cải thiện bề mặt da và làm thông thoáng lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn. Công thức mặt nạ nha đam và đường nâu có thể hỗ trợ làm sáng da tự nhiên. Để làm loại mặt nạ này, bạn chỉ cần trộn đều 1 thìa cà phê đường và 2 thìa gel nha đam, có thể thêm bột cà phê, nếu có. Đắp mặt nạ lên da mặt và để khô trong 15 phút. Rửa mặt sạch và tiếp tục các bước chăm sóc da như thường ngày.